Nào. Nào. Anh đóng cho em cái phím đi. Đóng bình hả? Cái phím ra tay cho em đã. Bình đâu? Chưa. Lấy một cái thôi. Cái này mình hay dùng, mình để đây này. Thế nên là em không muốn chặt, em mới mang mỗi nhưng mà mình mang vài cái là đây tắt rồi. cái chuyện đó được kích thích bên đấy cũng ít thôi. Thôi nhá. Xin em cốc nước. Thôi. Phải rút kinh nghiệm. Mua mày xong có trình thay con lại bị ra. Ui hồ, kìa 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 chùa chân con giờ kìa. Nhanh nhanh nhanh. Trứng vàng, trứng vàng. Lau luôn khăn ướt đâu, Từ từ để cậy mất áo. Một tí nữa khăn ướt nó ngay hết à. ị thì mình như kiểu là ăn ăn đồ khô rồi nhỉ. Khả năng là ị lâu rồi. Đi khô. Đẩy đẩy vào khẩn trương. Xong rồi đấy, lần này mẹ lá là đảm bảo là con lại cho một bãi dưới chiếu rồi đấy mẹ. Nào, không cái này này em. Cái này nó thấm hả? Anh hiểu sao? Cái này nó ấy gì? Để Bị sắc cầu vồng ấy. mẹ mày chuẩn bị từ trước. Không thấy à? Mẹ rút kinh nghiệm ấy. Em nhìn gì đấy? Ừ. Tí nữa thì anh sẽ rồi đấy, bắt đầu lâu nha, để rút kinh nghiệm từ lúc từ hôm trước rồi đâu ấy. đâu 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 quay đây một kiểm tra nào, vẫn còn đây đây này.
mà để lên tầm tay quý của con. Đúng không? Đó. Vẫn còn một cục ở chim nhỉ? Úi chà. Đấy. Nào, nông lên cho em. Từ 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 từ. Em vứt này đi. Sao cũng được. Nào, cho bố mượn. Cho bố mượn nào. Ôi nhà. À, chân anh có một cái vết bớt ở chân này. Đâu Đây. Đây, bà mẹ trẻ chăm đứa con đầu lòng đây. Nhớ tay kìa. Con này, con Ê. này. Ui Toàn để ý đâu đâu. giời. Quạc rồi. Chắc tự quạt vào mặt khóc à. Anh từ nãy giờ anh không để ý cái đấy. Mẹ dắt lên nha. Bố hư mẹ dắt nha. Cẩn thận nó chặt chân con. Đây là kiểm tra đây. Tất chân là tất chân, tất tay là tất tay. Mà tất tay nó không bị tuột như tất chân. À chị. Xong rồi, thu dọn chính trường. Ấy, sản phẩm của bé đây. Đây, một cục rất to. Ấy, đừng hạt, đừng hạt. Này xuống rồi. Dạ Cái đã. này, cái này ít mà chớ ít ra ấy. Chớ một ít đó. Ừ. À, thì Giặt thì giặt, không giặt thì để chung thường. để lòng. Em nó, em nó. Em nó. Em nó. Đánh rắn. Gì đấy con? Ừ? Cái gì đấy? Con này, cái gì đấy? Ừ. Chưa quảng khăn. Vâng lên coi. Vâng cổ mà. Mà ăn đâu, mẹ và con ngậm cổ mà. Không phải ăn. Không ăn đâu. Vừa ăn rồi, giờ chơi đã hát.
Rồi. Này, nhà. Nạ. Chưa bắt máy à? Alo, ông bà ngoại à? Con nghe thấy có gọi gì không đây? Con nghe thấy Phước gọi gì ông đây? Alo, alo, Đây mở mắt ra sao không nghe thấy gì thế nhỉ? Alo, thì alo, gửi cho ông Dư đi, cháu gọi ở cho ông Dư alo, đấy. À thế thì sao cả phỉ phỉ nhà chẳng ai nghe thấy gì thế nhỉ? Mọi người đi đâu hết thế nhỉ? Alo. phải gửi Alo. 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 Alo chào cả nhà nhé. đừng mở mắt lên Alo. xem. Sao chẳng thấy ai bắt máy thế nhỉ? Alo. 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 Cả nhà có nghe thấy cái con gọi gì không thế nhỉ? Alo. Đấy, Linh, vợ chồng nó lên bên ngoài về rồi đấy. Alo. Alo. Lạ gì vậy? Hello đấy.